Dạ vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cốc Cốc Audio. Vâng, hôm nay thì em sẽ làm một cái clip nhỏ nhỏ về giữa hai dòng Vanker đang cực kỳ hot trên thị trường bây giờ. Và hai dòng Vanker này thì một dòng Vanker là của Zia và có model là KM5FX và một chiếc Vanker khác nữa có thương hiệu đến từ WeWork và model của nó là KM8FX. Thì hôm nay em sẽ làm một cái so sánh nhỏ nhỏ về phía bên ngoài và chức năng của nó nhé. Vài hôm nữa nếu mà có thời gian thì em sẽ tháo ruột nó ra và em sẽ so sánh bên trong ruột nó luôn. Vâng, như các bác đã thấy thì phía dưới này là chiếc KM5FX. Chiếc KM5FX này thì các bác có thể nhìn thấy từ bên phải, tức là từ bên trái màn hình của quý vị và các bác đi qua thì các bác thấy có nút on off, nút tắt và mở nguồn đây. Và ở đây là hiển thị LCD màn hình hiển thị những chế độ hát của nhà sản xuất đã chỉnh sẵn và có tất cả 5 chế độ. Xin lỗi các bác, có tất cả 8 chế độ. Và đây các bác có thể thấy một là delay này. Ở KM5FX cũng có delay này. Và delay, room, echo, reverb. Echo cộng với reverb, Sitte, reverb room, Sitte delay, hash. Thì ở trên chiếc KM8FX đấy cũng y chang như vậy. Và các bác có thể thấy ở đây là chỉnh effect. Effect thì có delay, repeat, reverb. Và đây là chỉnh mic, chỉnh to của mic 1, mic 2. Và đây thì ở bên dưới này KM5FX thì cũng có delay, effect thì có repeat, delay, repeat và có reverb. Đó, mấy cái này giống nhau nha, đến đoạn này là giống nhau rồi nha. Cái núm này effect level thì ở trên chiếc KM8FX đây thì cũng effect level, tức là to nhỏ của effect thì cả hai đều có, không thể bỏ qua rồi. Và đây mic 1, mic 2, vâng, cả hai đều có mic 1, mic 2 nhá. Núm X-Center thì cả hai đều có này. Equalize của mic thì bass đều có, chung đều có, chép đều có. Reset hơi khác một chút, đó là chiếc KM5FX có thêm cái núm reset. Núm reset này từ 0 đến 10. Khác nhau ở cái núm reset này thì ở trên chiếc KM8FX là không có này. Đấy. Và cái núm mic thì núm to nhỏ của mic ở đây đều có. Và đến phần music thì bass đây, chung đây, chép đây và đây đều có núm reset. Vâng. Núm này nó chính là cái núm mà chỉnh hiệu ứng của nhạc. Và đây là núm chỉnh hiệu ứng của mic này. Và ở trên chiếc KM8FX này thì không có cái núm đó. Và ở đây thì các bác có thể thấy chọn cổng AUX1 và AUX2 thì bên này cũng
Bên bên này thì cũng có AUX, chọn AUX. AUX thì chiếc KM8FX này thì khi chúng ta chọn cổng AUX thì nó sẽ tự động chọn cổng AUX, nhưng nó có hai cổng AUX1 và AUX2, thì các bác cắm vào cổng nào thì là nó chạy cổng đó. Và có thêm cổng digital. Và đây các bác có thể thấy ở chiếc KM5FX này không có, đó là feedback. Đấy, chiếc KM8FX thì có feedback các bác nhé, có feedback. Chiếc KM5FX không có feedback. Và cổng vào của chiếc KM8FX rất là nhiều. Cổng USB này, cổng Bluetooth này, cổng OPT tức là cổng quang này, COA thì nó là cổng quasi-A. Đó, rất là nhiều cổng vào. Nhưng chiếc KM5FX này thì không có cổng USB, Bluetooth, cổng quang và cổng quasi-A. Thì bây giờ em sẽ quay lại đằng sau nhé. Giờ em sẽ quay lại đằng sau cho các bác xem. Đây, đằng sau của nó đây. Dạ vâng. Đằng sau của nó thì em sẽ đi từ bên bên phải màn hình qua bên trái đi cho nó dễ. Ở bên dưới này là chiếc KM5FX thì có Sentvoi. Đây là cổng to nhỏ của center này. Đây núm center đây. Center out đây. Và đây là chỉnh bass trung chép của center. Đấy. Và đây là mic 1, mic 2, mic 3. Đây, và ở phía trước của chiếc KM5FX không có feedback nhé. Nhưng ở đằng sau đây các bác có thể nhìn thấy, ở đằng sau đây có núm feedback ở dưới này nhé, các bác để ý nhé. Các bác mua chiếc KM5FX về thì các bác để ý hộ em là cái núm feedback nó ở đằng sau đây. Khi chúng ta hát thì cái feedback này nó sẽ hỗ trợ chúng ta hát rất là tốt. Đây là cổng ra của trái và phải. Và đây là hạn chế volume. Hạn chế volume ra của kênh trái và kênh phải. Thì ở trên này thì có súp này, cổng trái phải này. Và đây thì cho đường ra bằng rắc hoa sen. Đấy, cũng rất là tiện lợi cho cả súp, cả RL, SR, SL ra bằng cổng hoa sen. Và đây là chỉnh to nhỏ của bass và chỉnh chép. Chiếc KM8FX này không có center. Chiếc KM8FX này không có center. Nhưng cái center thì các bác cũng các bác sử dụng cho gia đình thì cũng không cần sử dụng đến center. Và đây các bác có thể thấy, đây là chúng ta có thể cắt súp này, cắt súp từ 30Hz đến 250Hz. Và đây là mic và đây là nhạc ở chế độ cho ra to hay là nhỏ thì cả hai đều có này. Và chiếc KM5FX này thì cũng có đường súp ra, nhưng đường súp bằng 6 ly nhé các bạn nhé, và đường center bằng 6 ly này. Và đây bass và cắt bass,
cắt bass từ 30Hz đến 250Hz. Thì chuyên này cũng cũng giống như vậy, cũng cắt từ 30Hz đến 250Hz. Và bên này chỉ có cổng vào là AUX1 và AUX2. Thì ở đây cổng AUX1, AUX2 đây. Và đây là khóa volume đường nhạc vào. Còn đây là cổng Quasia, cổng Digital và cổng OPT. Đấy. Thì nói chung qua so sánh bên ngoài và chức năng của nó thì chiếc KM5FX nó hạn chế đường vào. Nó hạn chế đường vào, tức là cổng Quasia hoặc là cổng quang, còn Bluetooth nữa thì chiếc KM5FX thì lại không có. Chiếc KM5FX thì chỉ sử dụng được mỗi AUX1 và 2 thôi. Đấy. Nhưng bù lại nó lại được cổng center. Còn chiếc KM8FX này thì lại không có center. Vâng, và với sự so sánh của em từ cái clip ngắn vừa rồi thì các bác thì cũng biết được là mình nên lựa chọn KM8FX hay là KM5FX. Vâng, và em xin kính chào các bác, hẹn gặp các bác lại trong những video tiếp theo. Và em nếu mà em rảnh thì chiều nay em sẽ làm một cái clip về so sánh chất âm, tức là so sánh tiếng nhạc và tiếng mic của chiếc KM8FX và chiếc KM5FX này cùng một chế độ đó, tức là em sẽ cho tất cả các chế độ của nó về 50% hết, và em sẽ thử cho các bác nghe nhạc và em sẽ hát thì thử xem chất âm của hai cái dòng vàng vua vang cơ lai số này. Vâng, em xin kính chào các bác. Các bác nhớ đăng ký kênh và ấn chuông để nhận những video, những sản phẩm mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio nhé. Em xin kính chào các bác.